Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn nam một chủ đề. Mình nghĩ là cái chủ đề này nó rất quan trọng trong tình yêu. Và nếu mà các bạn nào mà biết được 6 cái điều này, 6 cái tư duy này ấy, thì mình đảm bảo rằng các bạn sẽ có được một cái thành công nhất định trong tình yêu. Nếu không nói là mình có cái thành tựu rất là tuyệt vời trong tình yêu. Bởi vì nếu mà trong tình yêu ấy mà thiếu 6 cái tư duy này, 6 cái đặc điểm này thì có nghĩa là bạn khó mà có thể được yêu. Bởi vì đôi khi bạn tốt nhưng mà chưa chắc bạn đã được cô gái đó yêu thương. Mà đôi khi bạn tài giỏi đấy, bạn cũng kiếm được tiền đấy, và bạn cũng là người chung thủy đấy, và bạn cũng là người theo cái quan niệm của tất cả chúng ta là người tốt đấy, nhưng mà các bạn vẫn chưa được yêu, vẫn không được cô ấy kiểu như là cô ấy không thể yêu thương nổi ấy. Tại sao cô ấy không thể yêu thương nổi? Bởi vì cô ấy không có cái cảm xúc dành cho bạn. Tất nhiên là cô thấy bạn tốt đấy, bạn cũng đem tiền về đấy, hoặc là bạn cũng là cái người mà cũng kiếm được tiền đấy. Có những cái khi mà cô ấy cũng rất là yêu thương bạn, nhưng mà nhìn về tổng thể là cô ấy không thể yêu thương nổi bạn ấy. Thì mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn ngay bây giờ 6 tư duy, 6 đặc điểm sẽ khiến cho bất kỳ một cô gái nào cũng ao ước ở người mình yêu. Và chắc chắn rằng cô ấy sẽ say đắm và si mê các bạn. Tất nhiên rồi, những cái điều này thì các bạn phải luyện tập thường xuyên nhé. Nếu mà các bạn biết các cái điều này rồi, các bạn đã tập luyện được một số rồi ấy, thì các bạn hãy tập luyện tiếp. Và những cái điều này nó phải duy trì theo một cái quan điểm cá tính của các bạn, cái lối tư duy, lối suy nghĩ của các bạn về tình yêu, về các cái mối quan hệ, thì từ đó các bạn mới có thể có được hạnh phúc nha. Cái tư duy cũng như cái đặc điểm đầu tiên sẽ khiến cho bất kỳ một cô gái nào cũng thích ở một chàng trai của mình, đó là cái tư duy không cãi nhau nha các bạn. Thì mình nghĩ không chỉ các cô gái đâu, mình nghĩ rằng các chàng trai trong thâm tâm các anh cũng muốn là mình sẽ không cãi nhau với cô gái của mình. Tuy nhiên đôi lúc thì chúng ta bực tức quá, chúng ta không kiểm soát được cảm xúc của bản thân, thì chúng ta dễ cãi nhau với người yêu, với người vợ của mình. Vậy làm thế nào để mình có thể rèn được cái lối tư duy là mình sẽ không cãi nhau? Thì mình sẽ có một cái mẹo này dành cho các bạn. Đó chính là khi mà bạn nghĩ rằng sẽ cãi nhau chẳng hạn, hoặc là sẽ có một cái mâu thuẫn gì đó, hoặc là đối phương luôn luôn làm cho mình tức giận trong cái thời điểm đấy, thì cái điều đầu tiên là chúng ta hãy đi ra ngoài. Bởi vì đấy là cái cách duy nhất các bạn có thể giải tỏa được cái căng thẳng. Ví dụ như là nếu mà hai người cứ ở gần nhau, rồi cái người này nói câu này, xong mình lại trả lời câu kia, và rất rất là dễ sinh ra cãi nhau. Và nếu như là chúng ta có những cái mâu thuẫn nào đó, thì mình không khuyến khích các bạn là bỏ qua. Nhưng mà trong cái thời điểm đấy thì các bạn hãy đi ra ngoài cho thư thái đi, để cho cả hai người cùng thư thái. Thì từ đó, sau khi mà tất cả mọi người cùng nguôi nguôi rồi thì tất cả mọi thứ nó xử lý rất rất là dễ dàng luôn. Sau đó các bạn sẽ dễ dàng xử lý và dễ dàng đưa ra những cái quan điểm, và đối phương cũng dễ dàng tiếp thu hơn là khi mà bực tức. Khi bực tức mình cũng luôn muốn là người ta công nhận, và nhiều khi người ta nói những câu tức thì mình muốn nói những cái câu tức hơn. Trong cuộc sống và trong tình yêu sẽ có những cái thời điểm chúng ta sẽ phải trải qua điều đó, nhưng quan trọng là cái cách ứng xử của chúng ta như thế nào. Và cái tư duy đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn đó là đừng có cái tư duy cãi nhau trong tình yêu và trong hôn nhân nha các bạn. Thì chính cái tư duy này sẽ khiến cho bạn cực kỳ hạnh phúc nếu như các bạn vận dụng triệt để cái tư duy này. Và ít nhất thì nếu mà các bạn có thể có cái tư duy này thôi là cái cuộc sống của bạn nó đã khác hoàn toàn rồi nha. Cái tư duy tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với các bạn ấy, đó chính là cái tư duy giải quyết vấn đề. Thì cái bước trên ấy thì mình đã chia sẻ với tất cả các bạn, đó chính là cái việc mà mình không cãi nhau rồi đúng không? Thì sau khi mà mình không muốn cái đôi co này, thế là mình đi ra ngoài, hoặc là
Mình sẽ nói với cả đối phương là chúng ta hãy dừng lại tại đây. Khi nào chúng ta bình tĩnh thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Thì khi đó đối phương cũng dễ dàng tiếp nhận hơn. Bởi vì khi bạn đưa ra những cái câu tức giận thì đối phương chắc chắn sẽ muốn tức giận với bạn. Nhưng khi mà bạn nói những cái câu mà nó dịu dịu đi, hoặc là thực sự thì bây giờ em sai rồi, hoặc là có khi bạn là con trai, bạn không sai nhưng mà bạn cứ bảo thôi, bây giờ anh sai rồi, bây giờ anh cần bình tĩnh lại. Bạn cứ nói thế, nhưng mà sau đấy sẽ đến cái bước thứ hai là chúng ta sẽ giải quyết vấn đề nha các bạn. Sau khi mà hai bên cùng nguôi giận rồi thì chúng ta hãy đưa ra những cái quan điểm. Ví dụ như là cái quan điểm về cái cách mình nuôi dạy con như thế nào. Nếu mà chỉ có một mình người vợ của bạn suốt ngày phải chăm sóc nuôi dưỡng con và bạn thì ít quan tâm hơn, thì bạn lại chê trách cái cách mà dạy con của cô ấy, thì chúng ta hãy ngồi lại với nhau để xem là cái cách nào tốt nhất cho con của mình. Không biết là suy nghĩ của đối phương đúng hay là của bạn đúng, nhưng mà chúng ta cần, cái điều chúng ta cần đấy đó là cái phương pháp như thế nào để nuôi dạy con sẽ tốt nhất cho con, chứ không phải là cái đưa ra cái quan điểm cái tôi của nhau. Bạn luôn luôn muốn đưa ra cái tôi của mình thì đối phương cũng muốn đưa ra cái tôi của mình, và từ đó các bạn sẽ dễ dẫn đến mâu thuẫn hơn. Và cái tư duy giải quyết vấn đề này là cái tư duy cực kỳ quan trọng nha các bạn. Bởi vì mình biết rằng trong cuộc sống tình yêu và hôn nhân ấy, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ phải trải qua rất rất nhiều những vấn đề, cho dù vấn đề nhỏ hay vấn đề lớn. Chúng ta hãy dừng lại và giải quyết với nhau. Đôi khi chúng ta bỏ qua để cho nó thư thái, để cho nó không cãi nhau, nhưng mà nếu mà chúng ta không nhìn nhận vấn đề, nhiều khi chúng ta cứ lảng đi để cho cuộc sống nó dễ dàng hơn, nhưng mà thực sự ấy thì cái vấn đề đó vẫn còn. Thì bạn phải đối mặt, tuy đối mặt nó hơi khó chịu một chút, nhưng mà về lâu về dài sẽ để cho các bạn có cái sự thư thái hơn. Và khi mà các bạn áp dụng ấy thì các bạn sẽ thấy hiệu quả vô cùng nha. Tư duy và đặc điểm tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn ấy, đó chính là cái tư duy nhận lỗi. Vì bạn là con trai mà, cho dù cô ấy đúng, cô ấy sai, nếu như mà bạn nhận lỗi ấy, thì sẽ khiến cho cô ấy có cái sự an ủi về mặt tinh thần. Thậm chí là nhiều khi cô biết là cô ấy sai rồi, nhưng nếu bạn nhận lỗi, cô ấy sẽ cảm thấy có sự an ủi hơn. Bởi vì con gái bao giờ nó cũng có một cái gì đó nó yếu đuối mà. Thì bạn hãy biết là khi mà hai bên cãi nhau, hoặc là hai bên có một cái gì đó mâu thuẫn, hoặc là có một cái gì đó tiêu cực, thì có nghĩa là mình cũng có một phần trách nhiệm, mình cũng bị cuốn vào cái tiêu cực đó của cô ấy. Cho dù cô sai, cho dù cô đúng, bạn nhận lỗi hết. Mình nhận lỗi trong thời điểm đấy thôi, sau đó mình sẽ có cái sự bao dung đối với cô ấy. Mình nhận lỗi là mình có sự bao dung với cô ấy đấy. Mình nhận lỗi nhưng sau đó, sau khi mà cô ấy nguôi giận ấy, thì mình sẽ chia sẻ với cô ấy cái cách đúng đắn. Ví dụ như là cô ấy hay hay giận dỗi chẳng hạn, hoặc là cô ấy hay có những cái phản ứng tiêu cực quá, thì bạn cũng có thể chia sẻ với cô ấy như thế này: thực sự thì anh rất yêu em và anh rất muốn là chúng ta sẽ có mối quan hệ bền vững, nên anh mới nói ra điều này. Mỗi khi mà có một cái gì đó tiêu cực thì em đừng có trút hết lên đầu anh, sẽ làm cho anh rất là khó chịu. Bởi vì anh muốn em tốt hơn nên anh mới chia sẻ như vậy, để từ đó em nhìn nhận ra cái lỗi lầm của mình. Còn thực sự thì anh xin lỗi có nghĩa là anh muốn cái mối quan hệ tốt đẹp hơn, chứ không phải là anh có lỗi. Đấy là cái việc mà cần phải giải quyết, có nghĩa là cô ấy có lỗi nặng quá. Còn nếu mà cô có cái lỗi nhẹ thì có thể bạn cho qua, hoặc là bạn bỏ qua cho cô ấy cũng được. Nhưng mà nếu mà những cái mà mình không thể dừng được và mình thấy khó chịu khi mà cô ấy thể hiện ra như vậy, thì bạn hãy chia sẻ với cô ấy nha. Và mình tin một cô gái mà cô thật sự yêu bạn ấy, cô sẽ biết được là mình cần phải làm gì khi mà bạn chia sẻ với một cái thái độ khoan dung, chứ không phải là trách cứ gì cô ấy. Và khi mà cô ấy khắc phục được thì bạn có thể khen ngợi cô ấy, sẽ khiến cô ấy cảm thấy là tốt hơn. Cái tư duy thứ tư đó chính là sự chung thủy. Trong tình yêu ai cũng muốn được chung thủy, đúng không các bạn?
bạn cũng muốn được chung thủy và đối phương cũng muốn được chung thủy. Chứ các bạn đừng nghĩ là bạn là đàn ông, bạn cần cái sự chung thủy từ cô gái của mình. Mà đôi khi bạn không thể chung thủy được thì chúng ta không có một cái lý do gì để khiến cho người đấy phải chung thủy với chúng ta cả. Tất cả mọi thứ trên đời ấy đều có lý do hết. Mình có sự chung thủy, mình mới có quyền yêu cầu người đó có sự chung thủy. Còn một khi chúng ta không có sự chung thủy thì chúng ta cũng không có quyền yêu cầu cô chung thủy. Như các bạn, đó là một cái quy luật tất yếu rồi. Đôi khi bạn là người không chung thủy, bạn cứ yêu cầu cô ấy có sự chung thủy, nhưng mà các bạn ạ, có thể là lần này cô nghe bạn thôi, nhưng mà cô ấy sẽ không ngu mãi để nghe bạn đâu. Và rồi cô biết được là bạn không xứng đáng trong cuộc sống của cô ấy và cô sẽ rời đi. Cái điều thứ năm mà mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn đó chính là các bạn biết mình cần gì trong một mối quan hệ. Ví dụ như là bạn muốn một cái tình yêu thực sự, bạn muốn một người chung thủy với bạn, bạn muốn một cái người mà người ta biết tôn trọng bạn. Còn bạn không muốn điều gì? Bạn không muốn một cô gái coi thường bạn, coi khinh bạn, nói những cái lời ác nghiệt với bạn. Và những cái cô gái mà luôn luôn làm cho bạn luôn luôn cảm giác là khó chịu, luôn luôn nhụt chí ấy. Thì thực sự thì những cái cô gái đó thực sự không phù hợp với bạn. Thì khi mà bạn biết được là mình cần gì trong một mối quan hệ thì đó là cái đích đến của các bạn đấy. Thì bạn biết là ví dụ mình biết là mình muốn cái gì thì mình mới có thể làm được chứ, đúng không? Khi mà mình không biết là mình cần cái gì, mình muốn cái gì trong tình yêu ấy thì khi đó bạn sẽ bị cuốn theo cái tình yêu đó. Khi mà bạn biết mình cần gì, mình muốn gì trong mối quan hệ thì khi đó bạn như là được soi sáng ấy, được dẫn đường bởi những cái điều tốt đẹp, bởi những cái ý kiến, bởi những cái tư duy tốt đẹp của các bạn. Và cái điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn ấy, cái tư duy này, cái đặc điểm này cực kỳ quan trọng ấy, đó chính là các bạn cần phải đem đến cho cô ấy những cái điều cô ấy cần. Thực sự thì mình thấy rất nhiều chàng trai rất là tốt đó, nhưng mà không được hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì anh ấy luôn luôn đem đến cho cô gái của mình những điều anh ấy muốn, và anh ấy không đem đến cho cô gái của mình những điều cô ấy cần. Cô ấy cần là gì? Cô cần được quan tâm, thấu hiểu, chia sẻ. Hoặc là cô ấy cần là một người luôn luôn cổ vũ, động viên cô ấy. Một người luôn luôn bảo vệ cô ấy trước những cái lời nói xấu, trước những cái lời nói tàn độc của người khác. Rồi có khi cô chỉ cần là bạn ở bên cạnh cô ấy thôi và không nói gì cả. Đôi khi những bạn nam, ví dụ như là cô gặp những cái biến cố, cứ nói luyên thuyên, nói này nói kia, cô ấy thấy tức điên lên và cô muốn đuổi. Cô muốn chạy nhanh ra khỏi bạn. Nhưng khi bạn chỉ ngồi đấy, bạn biết được cái tâm tư của cô ấy, bạn biết là tính cách của cô ấy. Khi mà bạn biết được tâm tư, bạn biết được tính cách của cô ấy, là cô ấy, trong trường hợp này cô ấy cần điều gì, trong trường hợp này cô muốn điều gì. Và khi mà các bạn yêu nhau ấy, một thời gian các bạn hiểu hết, bạn sẽ biết được là ví dụ trong thời điểm này cô sẽ cần điều gì, trong thời điểm kia cô cần điều gì, hoặc là khi nào cô muốn cái gì. Nói chung là các bạn hãy bỏ ra một chút thời gian để tìm hiểu về cô gái của mình, để từ đó các bạn mới có thể có một cái tình yêu, nó gọi là một tình yêu thực sự được. Bởi vì khi mà các bạn không để ý đến con gái, không biết là tâm tư nguyện vọng của cô ấy như thế nào ấy, thì khi đó chúng ta hoàn toàn thất bại trong tình yêu nha các bạn. Các bạn ơi, trên đây là những cái chia sẻ của mình, 6 cái đặc điểm, 6 cái tư duy sẽ khiến cho bất kỳ một cô gái nào cũng ao ước ở người mà mình thương yêu. Và mình chắc chắn rằng sẽ không có cô gái nào nói ra cho bạn, và thậm chí rằng có khi có cô gái cô cũng chưa biết được điều đó và cô nói ra cho bạn. Nhưng khi mà các bạn biết được điều này thì đúng là các bạn là một, là cái sự khác biệt so với tất cả rất rất nhiều những người đàn ông không được yêu ở ngoài kia. Và mình tin rằng có rất nhiều người đàn ông không được yêu, cho dù người ta thật lòng, cho dù người ta chân thành, cho dù người ta có những điểm tốt, nhưng mà người ta không được yêu bởi vì người ta không có những cái tư duy và đặc điểm như thế này. Thì chúng ta hãy thực hành vào cuộc sống của mình để cuộc sống của mình ngày càng tốt hơn nha các bạn. Các bạn ơi, nếu mà các bạn có một cái gì đó muốn chia sẻ cùng mình, các bạn hãy vào trang fanpage Thảo Trung và các bạn để lại những cái câu hỏi cho mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.